Xin chào các bạn, mời các bạn ăn tiệc với mình. Hôm nay mình đi ăn tiệc nhà em Tám, cúng thần tài đó các bạn. Xin chào mừng các bạn đang đến với kênh Người Nội Trợ Sài Gòn ở Mỹ. Mình là người nội trợ Sài Gòn. Ở kênh này mình chia sẻ tất cả những gì mình biết. Vậy xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để động viên mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì cúng thần tài thì em Tám có hai con cá nướng. Cái ngày cúng thần tài này thì biết bao nhiêu là con cá được nướng mà bán ở khắp mọi nẻo đường của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra để làm cái mẹt này thì em Tám mua thêm gà để làm cháo gà, gỏi gà. Rồi là thịt luộc sắc lát và cá con rau sống, như vậy là đủ cuốn bánh tráng rồi. Ngoài ra còn có cái lẩu cá thác lát này thì có cái nước lẩu với các bạn thấy rồi đó, rồi chấm nhúng rau gồm có rau tần ô, nấm, hành hẹ, rồi như vậy thì nhập tiệc thôi. Đây là cái cô gái nhỏ cháu của Tám đó, bây giờ nó lớn rồi. Các bạn có thấy cái video mà sinh nhật nó không? Bây giờ nó bị lớn đó. Rồi nhập tiệc thôi, mời các bạn tham gia nha. Cuốn bánh tráng ngon lắm các bạn ơi, cái gỏi gà cũng tuyệt vời. Cá lát thắt lát ấm ngon lắm, tráng miệng dưa hấu đỏ ha. Mời các bạn, xin cảm ơn các bạn đã tham gia. Bye bye.